Em thấy một căn hộ trả theo tháng gần trường nên giúp em tìm nó thì cảm ơn anh. Nói với mẹ anh là con bé sẽ tới trường từ đây cho tới khi em kiếm được chỗ. Vậy thì không thể với ba em và Sugi. Sao họ có thể đi đến sẽ vô dâu mỗi ngày được? Họ sẽ phải chịu đựng khi em kiếm được chỗ. Sugi phải dậy sớm mỗi ngày đó. Con bé có thể ngủ trong xe mà. Còn công việc của ba em? Em sẽ làm. Sao em có thể làm vậy được? Em ly dị. Chỉ cần lo đúng giấy tờ. Em sẽ nuôi con bé. Tại sao? Anh ta có người đàn bà khác. Đó là chuyện đã xảy ra. Anh ta không nói sẽ bỏ hay sao? Anh ta có nói nhưng mà không làm. Bây giờ có nói hay không cũng kệ. Anh nghe em có thai rồi. Em hãy đổi ý đi. Nói anh ta chấm dứt. Để anh ta chấm dứt đi. Bây giờ còn có thể khinh thường được. Nhưng nghĩ cho đứa con và đừng làm vậy. Em thấy Sugi sao hả? Một đứa trẻ cần được nuôi nấng bởi cha mẹ của nó. Để đứa trẻ chịu khổ vì bản thân của em á. Vậy không đúng đâu em à. Em phải hy sinh mình. Người cha và họ hàng. Em sẽ chở đứa bé qua đó thoải mái. Ôi Su à. Em không thể sống với anh ta nữa. Ôi Su à. Giống như một vỏ bọc. Em không thể sống như cái xác. Người đó. Cô gái đó chắc không có ý nghĩa gì đâu. Em không quan tâm. Em đã lừa dối bản thân mình. Em không có trái tim để rộng lượng với con người đó. Em sẽ không chở Sugi về. Anh hãy chấp nhận đi. Giải quyết ngay giùm em khi em về. Khi em đã quyết chuyện gì, anh biết em sẽ không suy nghĩ về chuyện khác. Nhưng em không nên làm như vậy. Anh xin em đừng cứng đầu nữa và hãy bình tĩnh suy nghĩ thêm đi. Không cần đâu. Nghe anh đi. Nghe lần này thôi mà. Nhưng mà em... Anh thật sự xin lỗi em vì làm em đau lòng như vậy. Có lẽ em nói đúng. Anh là thằng ngốc, đúng vậy. Anh là thằng ngốc thiếu kế hoạch. Anh xin lỗi vì anh đã sai. Nhưng mà em bỏ cuộc với anh ta. Trên đời này không có gì gọi là cuộc hôn nhân hoàn hảo hết, Unsu à. Còn tình huống của chúng ta, việc em đang trải qua, những đề tài chính không thể giải quyết được, người nhà bị bệnh không thể chữa được. Cuộc hôn nhân mà em tưởng là hạnh phúc, thật ra là rất nhiều cạm bẫy mà em phải trải qua. Anh nghĩ nó như một trò chơi sống còn vậy. Không phải lúc nào cũng bỏ cuộc. Đôi lúc có những thứ đáng phải bảo vệ. Đưa Sugi cho em. Và cứ bảo vệ hôn nhân của anh đi. Em nghe đồn là anh đòi ly dị. Em biết anh không phải là người như vậy. Nhưng em nghĩ chắc làm người mẹ kế không có dễ. Hãy coi chừng của ta và sống tốt. Anh về nha. Gọi cho em biết nếu có chuyện gì. Em nghĩ lại đi. Hãy suy nghĩ thêm đi. Về đi. Hãy đợi một chút. Em nói là sẽ gọi nhưng lại không gọi. Em quên gọi rồi. Em gọi cho chồng cũ ngay khi rời khỏi nhà. Anh vẫn là chồng em. Và anh ta cũng đã có vợ rồi. Em phải gặp anh ấy vì Sugi.
À, Sugi hả? Hai người đã thường xuyên gặp nhau thế này vì con bé sao? Khi kêu anh ta tới nhà em. Vậy anh muốn nói gì? Anh nói gì? Ờ, à, là anh không thấy tốt lắm. Có chuyện xảy ra với Sugi, em sẽ giữ con bé và em sẽ nuôi nó. Sau khi chúng ta chia tay. Anh biết không phải vậy mà. Bây giờ trễ rồi, mai em sẽ gọi. Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong. Em và con anh vẫn đang khỏe mạnh, anh đừng lo. Em à? À phải, em đang nghĩ tới một chiếc xe nhỏ hơn. Em phải nghĩ tới chi phí và nó là một gánh nặng. Làm vậy được không? Cứ nói là được thôi, ít nhất cũng làm được như vậy. Em vào trong đây. Con Su nói sao? Nói mẹ em về rồi nha. Thầy Ngoan về rồi đó mẹ à. Nó nói là nó mệt, nó lên lầu rồi. Vậy mẹ Sugi sẽ nói gì? Con sẽ tìm hiểu sao. Nhìn mặt nó cũng không dám hỏi nữa. Chắc là nó nghe những chuyện không nên nghe rồi. Khi của nợ nó kiên quyết thì nói gì cũng được. Ừ, con cũng sẽ làm vậy. Con kia làm gì rồi? Không biết nữa, nó chưa xuống nhà. Anh khó quá đó. Bộ em giết người nào hả? Em đã làm chuyện gì sai chứ? Bộ đánh một đứa bé hư là phạm pháp sao? Em đánh một đứa bé mà không có lý do sao? Sao lại vậy? Không im được hay sao? Thiên Quân à, con có quyền gì mà lớn giọng hả? Anh à, anh không thể nào hiểu em được. Làm sao mà em không biết việc mình làm là sai chứ? Em đã nói là em sai rồi mà. Đây không phải là thái độ của người đã biết lỗi rồi, em biết chưa? Em đã đợi cả ngày chỉ để anh về nhà thôi. Im đi. Im lặng và ngồi yên cho đến khi ba mẹ của cô về. Tôi không muốn mạnh bạo với cô nên để tôi yên đi. Thưa Quân ạ. Đừng có làm gì hết. Ra ngoài. Đi ra gì im lặng. Khi nào tôi muốn nói chuyện thì tôi báo. Con đi ra ngoài đi. Đừng có để ba con thấy con. Trong lúc này, đừng có làm phiền con bé, để nó yên đi. Có nhiều phụ nữ thấy chán khi bị làm ngơ đó. Con bé không phải là người như vậy. Chúng ta chỉ có thể mong thời gian đứng về phía mình. Nếu mà không hiệu quả, thì không còn sự lựa chọn nữa. Đó là suy nghĩ của con bé. Chị nghĩ dễ vậy sao? Chị nghĩ nhà đó sẽ giao con bé sao? Đó không phải là chuyện dễ dàng. Ra đi. Đừng có gặp mẹ. Dạ thưa dì con. Im lặng dọn đồ đạc rồi đi. Dì cũng nghĩ tốt nhất con nên tránh mặt ba con đi. Dạ. Như vậy là thế nào? Sao con không chấm dứt luôn đi? Lẽ ra con phải biết nhìn chỗ trước khi mình nằm chứ. Con bé không phải là người phụ nữ duy nhất. Cả nhà đều bên phía nó hết.
Con bé nghĩ nó là ai mà dám kêu ngạo như vậy chứ? Chuyện này là vấn đề riêng của con bé, em cứ chắc là đừng khinh thường người khác. Em xem thường nó đó sao? Đó là vì em xem thường con bé, nên nói con bé tưởng nó là ai. Nếu con bé có thể bỏ qua mọi thứ trừ thứ dơ bẩn đó, thì em không làm được gì. Như chị chứ gì? Ừ, như chị. Rồi. A-di-đà-phật. Lúc nãy Jingu gọi đó. Nó nói sao? Nó nói sẽ khó khăn lắm. Đúng là thằng ngu mà. Cái thằng mất nết nó ở đâu ra vậy? Lẽ ra chúng ta không nên để nó cưới như vậy. Chính bà cũng đồng ý rồi mà. Nó bắt đầu suy sụp từ đó. Em biết mà. Không cần phải nói là nó suy sụp hay là không. Nó thật là cẩu thả khi không giải quyết được chuyện đó. Đi, và thứ một hay hai lần. Ngài chủ tịch à. Ơi, có gì để uống trước khi tôi đánh răng hay không? Cái gì đó như trà ngũ vị tử vậy, hay là trà thanh yên cũng được. Ai... đâu phải tôi mong mất trí đâu. Chuyện xảy ra vài thập kỷ rồi chứ bộ. Đừng uống nữa ông mà. Ờ, uống xong ly này đã. Ông uống gần hết chai rồi nè. Vậy tôi sẽ uống hết luôn. Mai được đi trễ mà. Nói vậy cũng đúng. Cứ ngủ đi mẹ. Dẫn con bé đi. Ngủ chung với con bé đi. Con bé nó mệt. Nó đụng vào là nó tỉnh ngay. Để nó ngủ đi. Ngủ đâu chẳng được. Chung một nhà hết mà. Ba nói đúng. Chào ông Xuân. Ngủ sao? Nghe giống như đang ngủ không? Không phải. Sao vậy? Không có ai ở nhà hết sao? Sao em lại đến Sư Chùa Đông đón con? Sao? Em là người không tốt. Em không biết Sư Ghi đã phải trải qua cái gì. Em tưởng em là người duy nhất quan trọng. Em là người duy nhất khóc và khổ. Em đúng là đáng khinh. Đúng là em thảm hại thật. Cái con khốn đó bộ điên sao? Con khốn điên đó vào nhà hả? Mắt của thằng thầy quên thối rồi à? Nghĩ sao mà nó đứa con điên nó vào nhà vậy? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Bà ơi, mẹ đi rồi sao? Mẹ con ở trong phòng đó. Mẹ chưa đi đâu. Mẹ nói sẽ ngủ với con. Mẹ con không có muốn làm con tỉnh giấc. Vào đi. Chào buổi sáng. Mẹ dậy rồi sao? Mẹ dậy rồi và đang đợi con. Ba dậy lúc nào vậy? Ba mẹ nói chuyện một lát rồi ba con đi.
Ba nói con có được ở đây không? Mẹ nói rất rõ ràng rồi, con đừng lo mà. Bà phải nói mới được mẹ ơi. Mẹ nói ba báo lại với bà rồi, ba sẽ thuyết phục được thôi, tin đi. Còn trường học của con? Mẹ sẽ lo cho. Mẹ sẽ lo hết mọi chuyện mà. Mẹ sẽ kiếm chỗ để sống mà chỉ có hai chúng ta. Chúng ta sẽ sống vui vẻ và sẽ rất hạnh phúc. Mẹ sẽ không đến Hàn Nam Đông sao? Không đâu. Mẹ sẽ chia tay với chú Jun-gu để không có gì xen vào giữa chúng ta hết. Vì công việc của ông con sẽ hơi khó cho họ chuyển nhà đi. Chỉ có chúng ta tới Sichudong và sống gần trường con. Cho tới khi tìm được nhà, chuyện sẽ mẹ hơi khó đó. Mẹ chia tay với chú. Hử? Tại vì con phải không mẹ? Không phải Sugi à, không phải đâu. Mẹ à, con sẽ đến ở cùng với ba. Nếu mẹ không phải chia tay với chú Jun-gu. Không phải tại con đâu. Không phải như vậy đâu Sugi à. Tất cả là tại con. Tại con là mẹ buồn. Không phải, không phải. Không phải như vậy, mẹ sẽ nói thật với con. Không phải là vì con. Nhưng vì chú Jun-gu. Mẹ chia tay chú ấy vì chú ấy đã làm việc không tốt với mẹ Sugi à. Việc không tốt gì vậy? Chú ấy đánh mẹ hả? Chú ấy đánh mẹ sao? Chú Jun-gu yêu người phụ nữ khác. Mẹ mới phát hiện ra được. Thật sao? Thật mà. Thật mà. Chú Jun-gu là người xấu. À. Là ba em gọi. Em kể cho ông nghe hả? Nói với ông ấy đi. Dạ là con đi. Mà biết là chị Rin rất không chính chắn và trẻ con. Nhưng mà con muốn ly dị vì nó dạy con gái con sao? Không phải vậy. Nghe có vẻ như vậy. Vì con bé không có tiền thừa hưởng nên nó vô dụng hay sao? Dạ thưa ba. Tôi biết mẹ của cậu tham tới mức nào. Nhưng tôi giao con gái cho cậu vì tôi tin tưởng cậu. Cậu đã hứa là sẽ sống tốt. Mới gả con gái tôi cho cậu được vài tháng. Chuyện này á là sao đây? Cậu đánh con gái của con, thưa ba. Con bé xin lỗi cả trăm lần rồi. Dạ. Nhưng mà nhà của con... Mẹ nó dạy nó sai nên nó trẻ con lắm. Nó nói nó sẽ tự tử. Đừng làm chuyện đi quá xa. Con bé sẽ nghe nếu dỗ ngọt nó. Biết cách dỗ dành phụ nữ mới là đàn ông. Cúp máy đi. Dạ con đây ba. Ba nói gì vậy? Sugi à, thằng đang đến răng gì ơi. Mẹ ơi, Quang Mô và con cùng đến, đây là cơm nè. Con nên báo trước, mang cơm lạnh theo làm gì? Có sao đâu chứ. Thôi khỏi đi, mẹ làm thêm cơm cho. Anh chào ba mẹ em đi. Cháu chào bác ạ. À, ông ơi. Lâu rồi không gặp. Con à. Dạ thưa bác khỏe không ạ? Xong rồi. Ôi trời ơi, ôm gì một cái đi. Có dễ mập lên nha. Không đâu, dì chỉ chọc con thôi. À, dì nghe là có chuyện không tốt xảy ra với con phải không? Mẹ nói với dì rồi. Không sao đâu. Không phải là lỗi của con. Không cần phải thấy có lỗi. Lại đây, giờ ôm chặt gì nào, lại đây. Hãy nhắm mắt lại. Rồi nghĩ rằng, không đâu, chuyện đó sẽ không xảy ra. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả. Và khi dì nói, 1, 2,
Và ba, mở mắt ra, khi đó con mở mắt, sự việc đó sẽ biến mất thôi. Nó sẽ biến mất. Con hiểu chưa? Con ổn chứ? Nhắm mắt lại đi. Một. Hai. Ba. Mất rồi. Mất rồi. Mất rồi. Con giỏi lắm. Con giỏi nhất luôn đó. Con định làm gì? Suzy à, con biết chơi trượt ba tanh không? Dạ không. Để chú dạy con chơi ha. Chú giỏi lắm đó nhờ. Để con bé chơi với mẹ đi. Không sao, nếu con muốn thì cứ đi. Con muốn đi tắm hơi. Đi tắm hơi hả? Được đó, chúng ta đi tắm hơi đi. Đi nha. Em bận rồi. Đi với dì đi. Em làm gì mà bận chứ? Nó bắt đầu sớm đó. Hà Nam Đông. Không có. Không có. Chị em tới và đang ăn sáng. Chuyện gì xảy ra với anh? 1m87. Nếu là 1m87 thì chú cao gì sao? Chú có thể cao 1m90 nó chỉnh lại tóc. Ba con nói là ba con cao 1m81. Chú có dễ cao hơn ba con đó. Là vì chú đẹp trai hơn ba con nhiều hơn. Ê. Đang nói cái gì vậy? Chú Hoàng Bảo nói chú ấy đẹp trai hơn ba con. Ê. Chúng ta đi đâu đây? Dẹp ra từ chỗ ở với Sugi. Anh muốn giúp em tìm thôi. Mẹ cho phép à? Ừ. Là anh quyết định. Mẹ chưa biết. Anh sẽ làm gì nếu như mẹ nổi giận? Anh sẽ nổi giận hơn thôi. Anh không như em biết đâu. Anh trở nên ác lắm. À, anh trưởng thành rồi phải không? Và mẹ anh cũng không như trước nữa. Ừ, mẹ anh cũng có vẻ già rồi. Vai của mẹ đã nhỏ hơn. Hình như mẹ hơi bỏ cuộc rồi. Mẹ anh nhiều năng lượng lắm. Mẹ anh còn có vẻ mạnh mẽ. Em không làm gì sai nhưng vẫn muốn rụng tim luôn. Có vẻ vì em không phải là con dâu nữa. Hay vì em đã mạnh mẽ hơn. Nhưng tối qua thì em không biết nữa. Nên lấy 90 mét vuông ha. Thôi đừng, khoảng 65 mét vuông thôi. Sẽ nhanh hơn nếu nhờ một vài nhà kinh doanh bất động sản. Nếu có thể tìm chỗ nào gần trường học nha. Thử tìm chỗ nào không có đường lớn nha. Vậy sẽ tốt hơn nếu nó gần chợ. Là căn hộ mới thì tuyệt quá. Em cũng không mua đâu. Anh có nghĩ họ sẽ cho giấy dán tường mới không? Em có thể hỏi khi thuê nhà. Là anh ta. Nghe đi. Dạ. Anh không tự về nhà. Mẹ anh nói bà sẽ giết anh nếu gặp được anh. Nghe hình như là... Em không ở nhà hả? Đang ở ngoài đường. Ở đâu? Em dẫn con đi luôn à? Em đang đi công việc giải trí nào? Anh đi được không? Em đang đi với ba Sugi để tìm nhà sống chung với Sugi. Em nói em đang làm gì chứ? Anh không nghe à? Em nói lại lần nữa nha. Em đang tỏ ra như em là người phụ nữ đức hạnh duy nhất vậy. Sao đi cùng anh ta? Chuyện này là sao? Không có lý do gì ngăn cản nghĩa vụ của một người cha. Vậy thôi à? Ôi trời, em cướp máy đi. Tại sao anh nói với vợ trước khi ra ngoài? Đừng lo về chuyện đó. Hãy trở lại như trước. Dành cả đêm với cô ấy mỗi cuối tuần. Sao em có thể kiên nhẫn chịu được khi cô ta không kiên nhẫn với Sugi? Vậy đừng gặp mặt nhau nha. Hử?
nhìn ngon đó. Không được. Chọn đi Sugi. Kìa. Trả lại đi. Gì? Yeah. Yeah. Chính xác. Con ăn khỏe quá ha. Có ngon không? Ha. Ăn nhiều đi. Suzy à? Ăn thật ngon rồi về nha. Tôi không biết ăn cái gì nữa. Không nghĩ ra món nào hết. Sao bà có hứng ăn được? Tôi hiểu tâm trạng của bà mà. Bà thay ra giường nha. Ừ, tôi cũng định thai rồi. Đừng có đi khỏi nhà. Tôi sợ cái thứ đó đốt cả nhà luôn. Mẹ à? À, bà đừng có nói vậy, nghe ghê quá. Bà đi vui vẻ nha. Chắc là bà ấy không bao giờ nghĩ sẽ bị thế này mà. Chắc là ông trời biết trước rồi. Chắc là ông trời nói quỷ cái cho Trung Su sẽ không lâu cho tới khi bà chết vì lòng tham. Mình chắc là vậy mà. Lúc nào cũng có yêu với ghét. Cũng tại mình quá mềm lòng thôi mà. Dù có đi nơi khác, công việc nhà cũng như nhau thôi. Ít nhất thì bà ấy cũng hứa là đưa mình tới nơi trợ giúp người già cư trú. Mình chỉ ở lại đây vì lời hứa đó mà thôi. Nhưng mà bà ấy vẫn làm việc chăm chỉ để có cuộc sống tốt. Bà ấy sẽ sống lâu nếu không tham. Đợi đã, nếu mà bà ấy chết trước mình á, và lời hứa không còn hiệu lực thì sao đây? Hả? Ít nhất á, thì còn ba của Sugi. Mình chắc cậu chủ sẽ hoàn thành lời hứa thôi. Ôi trời, làm hết rồi mà. Ba Sugi có nói đi đâu không? Cậu chủ ra khỏi nhà mà không nói gì hết. Thì khi nói á, là cậu chủ nói với bà chủ là cậu chủ sẽ đi tập thể dục và đi gặp Sugi đó. Sao bà ăn một mình vậy? Bà chủ thấy ngang đồ ăn nhà nấu nên đã dẫn cô con gái ra ngoài ăn rồi. Cô cần phải ăn để giữ sức đó. Ăn táo thôi sẽ không đủ đâu. Cô không chịu xuống ăn sáng, không đói hả? Hả? Nếu ai đói như tôi không ăn bữa nào, thì không làm được cái gì hết. Tôi sẽ thấy rất là bất lực. Tôi không nghĩ là chuyện này sẽ kết thúc dễ dàng đâu. Bởi vậy, thay vì cô chán nản, thì sao cô không tới thăm ba mẹ cô chút đi? Nếu mà họ gặp được cô, họ sẽ thấy lo cho cô mà thôi. Và họ sẽ thấy thương cho cô nữa đó. Ba Hâu à, trừ khi tôi chết, tôi không còn nơi nào để đi. Trời ơi, cũng nói cái gì vậy? Sao lại nói như vậy được? Nhà này thường được sử dụng lắm thưa anh. Khi chúng tôi đi ăn trưa, xin hãy tìm thêm một số chỗ nữa. Nhà này sửa xong sẽ tốt thôi à. Chủ nhà sẽ lắp thêm bồn rửa tay và sửa phòng tắm nữa. Nếu giấy dán tường thì... Giá thuê cao hơn cũng không sao. Cứ thuê đi. Không được. Tiền giúp tôi nha. Lau dọn một chút là được. Nếu được thì hãy tìm chỗ rộng hơn giùm cái. Dân, tôi sẽ tìm thêm chỗ cho. Đi thôi. Anh sẽ nhận mọi trách nhiệm về căn hộ này. Đừng làm vậy. Em đủ tiền để có nhà mà. Em có tiền thuê nhà. Usu à, sao phải phiền anh chứ? Giúp khẩu phần anh của Sugi thì được. Nhưng mà cứ nghĩ như là anh mua nhà về Sugi đi.
anh sẽ gửi tiền khẩu phần ăn của Sugi đúng thời điểm mà. Trở về với vị trí của em đi. Miễn là ba mẹ em ở đó, Sugi sẽ không sao. Khi con bé đến nhà của anh, chưa được nhiều ngày mà con bé đã muốn trở lại rồi. Vậy anh không biết con bé thích ở nhà của anh. Chỉ là con bé không chịu nói thôi. Em chỉ cần chăm sóc con bé kỹ hơn. Nó sẽ rất ngoan mà, không sao đâu. Cảm ơn anh. Nhưng ba em sẽ không chấp nhận sự trợ giúp đó đâu. Và em sẽ không quay lại. Cho nên... chắc rồi. Gửi số tiền thay mặt Sugi thì được. Vì anh là người cha. Nếu em nói tiền có từ anh, con bé sẽ tự hào lắm. Em sẽ chấp nhận điều đó. Vậy thì em sẽ là người sống nhờ vào Sugi. Em không nghĩ là sẽ nói cho con bé biết. Em nghĩ em phải thừa nhận. Nếu như Sugi biết được. À không, em sẽ nói luôn. Em sẽ nói là anh đã cố gắng trả số tiền đó. Nhưng em lại muốn trả. Sao em lại nói vậy? Chuộc lỗi cho Sugi. Việc em đã làm, giây phút mà con bé thấy vô vọng, Sugi sẽ không thể tha thứ được.